Chào bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về chủ đề khiêm tốn là món quà từ Thượng Đế. Tại sao sự khiêm nhường lại quan trọng đối với Đức Chúa Trời? Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Khiêm tốn là một ân sủng thu hút nhiều ân sủng hơn. Sự kiêu ngạo đóng cánh cửa cho sự phát triển thuộc linh, nhưng sự khiêm nhường sẽ mở ra cánh cửa đời sống của bạn để nhận được nhiều ân sủng hơn của Đức Chúa Trời. Đối với người khiêm tốn, Đức Chúa Trời ban cho sự kiên nhẫn, sự bình an và sự dịu dàng. Trái của Thánh Linh mọc trong đất của sự khiêm nhường. Đức Chúa Trời thưởng cho sự khiêm nhường như thế nào? Những người khiêm tốn biết rằng họ trông cậy vào Ngài ngay cả trong hơi thở. Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Chúa là sự giàu sang, danh dự và sự sống, những điều Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham khi Ngài gọi ông, và Salomon sau khi ông cầu xin sự khôn ngoan. Sự khiêm tốn thực sự là gì? Khiêm tốn thực sự khá đơn giản. Đó là sự thừa nhận và chấp nhận thực tế thông qua tư duy cởi mở với sự thật. Những nhà lãnh đạo khiêm tốn nắm bắt được năng lực của bản thân trong mối quan hệ với những người khác và tình hình hiện tại. Tại sao Chúa kêu gọi chúng ta sống khiêm nhường? Để tìm kiếm Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài, chúng ta phải trở nên khiêm nhường. Nếu không có sự khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ không mở cửa, và sự tìm kiếm của chúng ta sẽ không có kết quả. Chúng ta được cảnh báo rằng khi chúng ta kiêu hãnh, viển vông hoặc tìm kiếm sự giàu có, Cha Thiên Thượng không hài lòng với chúng ta. Ý nghĩa tinh thần của sự khiêm tốn là gì? Với tinh thần khiêm tốn, các nhà lãnh đạo nhận ra rằng họ có thể sẽ thất bại, nhưng sự kiên trì của họ cho phép họ đứng dậy sau vấp ngã và tự tin tiến về phía trước. Những nhà lãnh đạo khiêm tốn thường khiêm tốn về thành công của họ và cho mọi người biết rằng thất bại của họ không định nghĩa họ. Giá trị của sự khiêm tốn là gì? Sự khiêm tốn cho phép sự nhẹ nhàng khi đối mặt với thử thách. Ở mức cao nhất, khiêm tốn là một giá trị cho phép vị tha và nhân phẩm vì một thế giới tốt đẹp hơn. Một người có đức tính khiêm tốn lắng nghe và chấp nhận người khác. Sự khiêm tốn là duy trì ổn định và duy trì quyền lực bên trong và không cần kiểm soát người khác ở bên ngoài. Làm thế nào để chúng ta bước đi một cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời? Bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời là cơ sở để yêu thương nhân từ và thực thi công lý. Vì những gì Đức Chúa Trời đã làm, chúng ta hoàn toàn đầu tư vào việc chữa lành thế giới xung quanh chúng ta thông qua lòng thương xót và công lý. Trau dồi bước đi của chúng ta với Chúa cung cấp sức mạnh và niềm đam mê để chúng ta hoàn toàn tham gia. Những ví dụ về sự khiêm tốn là gì? Làm cha mẹ có thể là một công việc rất khiêm tốn, lau mũi, thay tã và đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ trong nhiều năm. Để người đi trước xếp hàng khi bạn thấy họ đang vội là một hành động khiêm tốn. Dọn dẹp phòng tắm tại văn phòng của bạn, ngay cả khi bạn là chủ công ty, là một ví dụ của sự khiêm tốn. Tại sao điều quan trọng là phải hạ mình? Khiêm tốn giúp xây dựng lòng tin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học, là những khía cạnh quan trọng của sự lãnh đạo và phát triển cá nhân. Như nhà cách mạng Nelson Mandela đã từng nói, điều đầu tiên là trung thực với chính mình. Bạn không bao giờ có thể có ảnh hưởng đến xã hội nếu bạn không thay đổi bản thân. Khiêm tốn trước mặt Đức Chúa Trời là gì?
bây giờ hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Đối với tôi, điều đó có nghĩa là đến trước mặt Chúa Giê-xu trong sự kính sợ và tôn kính, bất chấp những gì mọi người có thể nghĩ về bạn. Nó sẵn sàng nói, tôi đã sai. Đó là vị trí của trái tim bạn để mở ra cho lời của Ngài. Bạn khiêm nhường bước đi với Chúa Giê-xu như thế nào? Làm một cách công bình và khiêm nhường với Đức Chúa Trời là cố ý rút tay khỏi sự gian ác, bước đi trong quy chế của Ngài và thực sự trung thành. Một người công bình quay lưng lại với tội lỗi và hướng về Đức Chúa Trời, lập các giao ước với Ngài và tuân giữ các giao ước đó. Cảm ơn đã ghé thăm và có một ngày tuyệt vời.